Thưa quý vị, lợi dụng đêm khuya và khách nước ngoài không biết tiếng Việt cũng như các mảnh giá tiền Việt, hai đối tượng xấu đã chạy xe ôm, đã trộm trong ví của du khách nước ngoài 2 triệu đồng. Ngày 6 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Huỳnh Viết Thu, 57 tuổi, chú tổ 15, khối xuyên trung phường Cẩm Nam, thành phố Hội An và Đinh Xuân Hiếu, 31 tuổi, chú tổ 10, khối An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An để điều tra về hành vi trộm các tài sản. Trước đó, Công an thành phố Hội An nhận tin báo của chị Siri Chess, du khách nước ngoài, về việc hai người chạy xe ôm trộm cắp tiền. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Huỳnh Viết Thu và Đinh Xuân Hiếu là nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp nên đã bắt giữ. Tại cơ quan công an, hai người khai nhận lúc 23 giờ ngày 1 tháng 11, Hiếu và Thu mỗi người chạy một xe máy trên đường cửa đại thành phố Hội An thì thấy chị Siri Chess đang đi bộ nên tiếp cận mời chị đi xe ôm. Chị Sirichet đồng ý và thu chở du khách này về khách sạn. Đến trước khách sạn, chị Sirichet mở ví lấy tiền trả, thì Hiếu nhanh tay rút một sấp tiền đưa cho Thu đứng phía sau cất giấu. Tuy nhiên, Thu làm rơi sấp tiền xuống đất. Chị Sirichet thấy vậy chạy đến lấy, thì bị hai người ngăn cản. Hiếu nhanh chóng lấy một số tiền bỏ vào túi, số còn lại thì nhặt lên đưa cho chị Sirichet. Do đêm tối, chị Sirichet không biết số tiền bị mất là bao nhiêu, còn Hiếu và Thu lên xe bỏ đi. Khi lên phòng khách sạn kiểm tra lại, chị Sirisev phát hiện mất 2 triệu đồng nên trình báo công an. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hội An khám xét nơi ở của Hiếu, thu giữ toàn bộ số tiền đã lấy của chị Sirisev và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hiếu và Thu theo quy định hiện nay tình trạng cướp giật móc túi du khách vẫn còn diễn biến khá phức tạp trên nhiều địa phương vì vậy các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp móc túi cướp giật tài sản của du khách như trên để làm gương gian đe cho những người khác